Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Mẹ Gấu Nuôi Con. Các bạn hay nghe tới cái từ thắng lưỡi, nhưng mà hiếm bạn nào nghe tới cái từ thắng môi. Thắng môi là nó nằm ở vị trí dưới cái môi và cái răng cửa trên của mình. Nó là cái chỗ này nè, đó, đó gọi là thắng môi ha. Nếu mà cái thắng môi nó quá dày và nó quá nông thì nó sẽ làm cho bé khi mà thay răng á, nó hở một cái lỗ ở giữa hai cái răng và nó sẽ làm cho cái môi của bé nó không có được khít, nó không có ngậm miệng vô khít được mà nó sẽ hơi vảnh cái môi lên, nó làm mất thẩm mỹ. Cái này hầu như là các mẹ không để ý thấy, chỉ khi mà con thay răng xong á, mình thấy hai cái răng cửa của con nó có cái khe bự ở giữa thì lúc đấy mới phát hiện ra, và mẹ gấu chính lúc đấy mới phát hiện ra là à, bé lớn nhà mẹ gấu có cái thắng môi nó cực kỳ dày luôn. Mà để cho con có một cái khuôn mặt dễ nhìn á thì mình đã quyết định là cho con đi cắt thắng môi. Các bạn đừng có nghĩ cái này là phẫu thuật thẩm mỹ nha, cái này chỉ là cái tiểu phẫu trong chỉnh nha thôi. Cắt thắng môi nó sẽ giúp cho con có cái hàm răng đẹp và cái môi của con nó xinh hơn một chút, nó sẽ làm cho cái ngoại hình của con nó dễ nhìn hơn một chút, từ đấy con sẽ tự tin hơn để kết bạn với nhiều người hơn, và sau này á nó sẽ giúp cho con thành công hơn trên cái con đường đời của con ha. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like và chia sẻ, đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của mẹ gấu nhé. Cùng mẹ gấu đưa Bonnie đi cắt thắng môi nhé. Đây là bạn Bonnie nhà mẹ gấu nè, bạn này bữa nay là 9 tuổi tròn nhá, vừa được 9 tuổi xong đấy. Mình cho các bạn xem cái thắng môi của bé nhà mẹ gấu nó dày như thế nào nè. Đấy các bạn thấy không, nó cực kỳ thấp luôn, cái thắng môi nó cực kỳ thấp nhá. Bây giờ bé đang nằm để chờ cắt thắng môi nhá. Đầu tiên thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê cho con để khi mà cắt thắng môi á con sẽ không bị đau nhá các bạn. Là mình phải cắt thắng môi cho con để khi mà con mọc những cái răng sau á, nó sẽ đủn cái răng của con lên, nó khép cái lỗ ở giữa hai cái răng cửa của con lại. Đây là cái lời khuyên của bác sĩ chỉnh nha theo dõi cái hàm răng của bé nhà mẹ gấu, khuyên mẹ gấu đó các bạn ạ. Mẹ gấu đã có ý định cắt thắng môi cho bé lâu lắm rồi, nhưng mà hẹn nửa năm nay bác sĩ mới có thời gian để cắt thắng môi cho bé. Chi phí mình cắt thắng môi cho bé ở đây là 2 triệu nha các bạn. Sau khi cắt thắng môi xong á thì bác sĩ có hẹn mình là một tuần sau đưa bé đến cắt chỉ. Tuy nhiên là bé phải về quê với bà ngoại để học bơi á, cho nên là bé không có quay lại chỗ bác để rút chỉ, mà bé đi rút chỉ ở một cái nha khoa ở dưới quê. Và khi rút chỉ thì họ lấy phí của mẹ gấu là 100.000 nhá. Bonnie là đã chỉnh nha được khoảng hơn nửa năm nay rồi nha các bạn. Lý do bé chỉnh nha là vì Bonnie bị lệch hàm và hẹp hàm nên phải nong cái hàm ra để mặt của con sau này khi mà dậy thì nó không có bị lệch, và bạn ấy đã nong hàm được thành công rồi ha. Bây giờ tới lượt cái thắng môi này đây. Vì ban đầu mình sợ con đau cho nên là trước khi đi cắt thắng môi mình đã cho bé ăn no rồi nhá. Tuy nhiên sau khi mà cắt thắng môi về, bé đi ăn sinh nhật bé vẫn ăn pizza và bánh bình thường các bạn ạ, và đánh răng bình thường, bé kêu là không có bị đau. Nhìn máu me thế thôi nhưng mà cắt thắng môi nó nhẹ nhàng lắm các bạn ạ. Sau khi rút chỉ xong thì bé có gọi FaceTime với mẹ và khoe bé rất thích cái diện mạo mới của bé. Đấy các bạn thấy không, bây giờ là cái thắng môi của bé đã không còn nữa rồi nè. Và sau một thời gian khi con thay hết các răng sữa thì cái răng con nó sẽ đẹp hơn và hai cái răng cửa nó không còn xa nhau nữa, nó sẽ khép lại với nhau. Tầm khoảng 7 hoặc 8 tuổi thì các bạn nên đưa bé đi tới các nha khoa lớn hoặc là những cái bác sĩ chuyên về chỉnh nha giỏi để kiểm tra coi là cái răng của bé hay là cái hàm của bé có cần cái gì phải điều chỉnh hay không. Khi mà mình cho con điều chỉnh sớm thì cái khoảng thời gian mà điều chỉnh nó sẽ được rút ngắn lại. Ngoài ra mình làm thì nó sẽ đau ít hơn là để sau này bé lớn lên rồi mới làm nhá. Và khi mà mình cho con làm sớm, chỉnh nha sớm hay là can thiệp những cái vấn đề về tiểu phẫu nhỏ nhỏ sớm ở đây, cái khuôn mặt hay là miệng của bé, thì nó sẽ giúp cho mình có cái kết quả nó tốt hơn là sau này để cho con lớn thì mình hẳn làm nha. Các bạn đừng có nói đây là phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ không có tốt. Cái này không phải là phẫu thuật thẩm mỹ mà cái này là tiểu phẫu trong nha khoa. Nếu mà có câu hỏi gì hay thắc mắc gì trong cái vấn đề mà chỉnh nha hay là thắng môi thắng lưỡi của con đó, thì các bạn có thể nhắn tin mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mẹ gấu. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.